hoa luôn là món quà phù hợp được nhiều người lựa chọn để tặng mẹ, vợ, người yêu trong các dịp lễ. Và ngày 20 tháng 10 cũng không là ngoại lệ. Theo ghi nhận, từ ngày đầu tuần, thị trường hoa đã rất sôi động với nhiều loại hoa tươi, từ hoa nội địa đến hoa nhập khẩu để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Theo các tiểu thương, sức mua hoa dịp này khá tốt, giá hoa tăng không đáng kể so với ngày thường. Giá hoa thì cứ gần đến ngày 20 tháng 10 thì giá hoa tăng, có hoa dao động từ 250 trở lên đến 500, 600, nó tùy từng loại hoa. Bông hồng thì nó dao động từ 8.000 cho đến 15.000 một bông. Cùng với hoa tươi, dịp 20 tháng 10 năm nay, xu hướng lựa chọn quà tặng xanh thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe cũng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Ngoài thiết kế thông minh, các món đồ còn có thể tái sử dụng được nhiều lần hay gấp gọn mang theo để hạn chế rác thải nhựa ra ngoài môi trường. Hiện nay thì các cái phần quà nó có các cái mức giá rất là đa dạng, nó dao động từ 100.000 cho tới đến 500.000 là cái mức giá phổ biến mà các đơn vị hay lựa chọn. Bên mình thì phục vụ cả khách đặt hàng trước lẫn khách qua quầy và không có thời gian để lựa chọn ấy, thì bên mình đã set up những cái phần quà sẵn để cho khách hàng có thể lựa chọn nhanh chóng và được những cái món quà thiết thực và phù hợp với lại nhu cầu của mình nhất. Để phục vụ khách hàng dịp lễ 20 tháng 10, tại nhiều cửa hàng, siêu thị đã bắt đầu bày bán đa dạng mặt hàng dành cho phái đẹp cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Đối với ngày tri ân cho phái đẹp thì là bên mình đang có chương trình ưu đãi ngành hóa mỹ phẩm và thời trang đang được giảm giá từ 10 đến 30%. Với hóa đơn trên 200.000 đồng thì sẽ được bốc thăm trúng thưởng và cũng hy vọng rằng đây là những món quà để khích lệ chị em cho phái đẹp trong ngày 20 tháng 10 sắp tới. Trước sự đa dạng của thị trường quà tặng dịp 20 tháng 10, khách hàng có thể lựa chọn được những món quà phù hợp với sở thích và túi tiền của mỗi người. Cùng với quà tặng, những lời chia sẻ động viên và quan tâm từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp sẽ có ý nghĩa rất nhiều đối với chị em phụ nữ nhân ngày 20 tháng 10.